Hà Nội những ngày hè đổ lửa. Đây đáng lẽ là thời điểm mà các xưởng gia công đồ may mặc dồn dập sản xuất các mặt hàng chuẩn bị cho mùa thu đông sắp tới. Thế nhưng câu chuyện năm nay có phần khác đi rất nhiều. Đây là hình ảnh một xưởng may gia công đồ may mặc tại Gia Lâm, Hà Nội. Căn phòng này từng có thời điểm đông đúc công nhân ngồi gia công sản phẩm. Những chiếc máy may này từng có thời điểm hoạt động hết công suất tất cả các ngày trong tuần. Vào mùa cao điểm, xưởng may này có đến 20 nhân công, sản xuất hơn 10.000 sản phẩm mỗi tháng với thu nhập khoảng 300 triệu đồng. Thế nhưng khoảng 2 tháng trở lại đây, mọi công việc tại xưởng gia công này bị đình trệ và hoạt động trở nên cầm chừng và nhỏ giọt. Trong khoảng 2 tháng gần đây thì vì những lý do khác nhau mà Trung Quốc đã ngừng cung cấp vải hoặc là cung cấp hạn chế vải và các nguyên phụ liệu khác cho Việt Nam. Chính vì vậy mà sản xuất cũng gặp vấn đề đôi chút. Cái nguyên liệu đầu vào của mình bị hạn chế, như vậy là mình sẽ không sản xuất được đúng cái số lượng mà hàng tháng mình vẫn làm. Như vậy cái thu nhập của mình sẽ bị giảm xuống. Lương còn 6-7 triệu. 2 tháng gần đây thì em không do hiểu rõ nguyên nhân gì, nhưng mà 2 tháng gần đây lương của em không ổn định, nó chỉ nằm ở mức 2 triệu rồi ạ. Theo chia sẻ của anh Trần Duy Thắng, chủ xưởng may, thì tất cả các nguyên phụ liệu ở đây, từ chiếc cúc, cuộn chỉ may cho đến vải vóc đều được nhập từ Trung Quốc. Chính từ sự lệ thuộc đầu vào này đã dẫn đến tình trạng đình trệ sản xuất tại xưởng may khi có bất ổn trong quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tất cả các nguyên phụ liệu đấy thì mình phải được nhập từ Trung Quốc, vì Trung Quốc đó là cái mặt hàng, đó là cái thị trường truyền thống rồi. Tất cả các xưởng may đi trước đều lấy hàng từ Trung Quốc, và hơn thế nữa thì Trung Quốc lại là cái thị trường có nhiều mẫu mã, giá rất là rẻ và họ chuyên cung cấp với số lượng lớn. Việc tìm nguồn khác thì cũng rất là khó, tại vì là xưởng may đã may quen với cái sản phẩm này rồi, nếu mà thay đổi thì sẽ gặp khó khăn. Theo thống kê của Hải quan Việt Nam, Trung Quốc là nước cung cấp vải hàng đầu đến Việt Nam trong năm 2013, và nhập khẩu vải của Việt Nam từ Trung Quốc tăng 26,45% so với cùng kỳ năm ngoái, lên đến 2,1 tỷ đô la. Câu chuyện của xưởng may này vẫn đang là mẫu số chung cho nhiều đơn vị sản xuất khác của các ngành dệt may và nhiều ngành kinh tế khác của Việt Nam. Việc quá lệ thuộc vào một nguồn cung cho thấy nhiều bất ổn của nền kinh tế Việt Nam, và nếu như có biến động thì sự lệ thuộc này sẽ dẫn đến những cái kết trắng cho nhiều doanh nghiệp Việt.